Xin chào mọi người, tôi tên là Thanh Tuyết. Ba từ để nói về tôi đó là tự tin, trách nhiệm và yêu thương. Xin mọi người hãy cổ vũ cho tôi. Ngày hôm nay thì tôi rèn luyện 100 con số ngẫu nhiên trong thời gian khoảng gần 18 phút từ khi bắt đầu gắn điểm hành trình và liên tưởng ghi nhớ cho tới khi ghi nhớ là 18 phút. Sau đây thì tôi sẽ trình bày cái bài rèn luyện của tôi ngày hôm nay. 32 43 77 60 91 17 86 59 13 80 25 98 78 34 81 35 71 5 71 48 92 23 88 06 99 24 33 08 44 71 82 59 90 15 08 96 33 96 70 64 5086 27 84 15 30 49 64 65 72. Đó là phần rèn luyện của tôi ngày hôm nay. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và thành công trong mọi công việc. Xin chào và hẹn gặp lại.